vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp kiểm tra xử lý triệt để 52 bến thủy nội địa hoạt động không phép, đe dọa môi trường an toàn sông nước trên địa bàn thành phố. Qua rà soát có 52 bến hoạt động không có giấy phép, phần nhiều là bến kinh doanh vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an thành phố tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đối với hệ thống các công trình vượt sông trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện còn tồn tại bến thủy không phép, có biện pháp kiểm tra xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm đối với 52 bến thủy không phép nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý cho Sở Giao thông Vận tải trước ngày 22 tháng 4 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.